Dưới màn bên vật kẻ yếu, tiếp theo, bọn nhện chăn từ bên nọ sang bên kia đường, biết bao tơ nhện, lại thêm sừng sững giữa lối đi một anh nhện gọc. Nhìn vào các khe đá chung quanh, tôi thấy lủng củng những nhện là nhện, chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ. Tôi cất tiếng hỏi lớn, ai đứng chấp bu bọn này, ra đây ta nói chuyện. Từ trong hốc đá, một mụ nhện cái cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèm. Dáng đây là vị chúa trùm, nhà nhện. Nơm cũng đanh đá, nặng nô lắm. Tôi quay phát lưng, phóng càng đạp phanh phách ra oai. Mụ nhện co rúm lại, rồi cứ rập đầu xuống đất như cái chày giả gạo. Tôi thét, các người có của ăn, của để, béo múp, béo miếp mà cứ đòi mãi một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi. Lại còn kéo bè kéo cánh đánh đập một cô gái yếu ớt thế này, thật đáng xấu hổ. Có phá hết các vòng vây đi không? Bọn nhện sợ hãi, cùng dạ rang. Cả bọn cuốn cuồng chạy dọc chạy ngang, phá hết các dây tơ chăn lối. Con đường về tổ nhà trò quen hẳn, theo Tô Hoài. Xưa có một bà lão, nhà rất nghèo, không có con cái để nương tựa. Hằng ngày bà đi mò cua bắt ốc để kiếm ăn. Một hôm bà bắt được con ốc rất xinh. Bà ngắm ốc trên tay, vỏ ốc biên biết xanh với các đường vân mềm mại. Bà lão bỗng động lòng thương ốc. Về nhà, bà bỏ ốc vào chum nước. Từ hôm đó, bà thấy trong nhà có nhiều điều lạ. Đi làm về, thấy nhà cửa sạch bong, đàn lợn được ăn no, cơm nước đã nấu sẵn. Vườn rau dọn sạch cỏ, bà lão quyết định tìm xem bí mật của sự việc. Một hôm, đang đi làm, bà quay về nắp sau kính cửa, bà thấy từ trong chung nước bước ra một nàng tiên. Nàng tiên đi lại, quét nhà rồi ra vườn nhặt cỏ, tưới rau. Bà rón rén đến bên chung nước, nhặt vỏ ốc lên, đập vỡ vỏ ốc. Nghe thấy động, nàng tiên giật mình, chạy lại thì vỏ ốc đã vỡ tan. Bà già ôm lấy nàng tiên và dịu dàng bảo, con ở lại đây với mẹ. Từ đó, bà lão và nàng tiên sống thương yêu nhau như mẹ con.